Chiều ngày 21 tháng 7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì họp báo thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Liên quan các ca dương tính tại cơ sở cai nghiện Bố Lá, tỉnh Bình Dương, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sở phụ trách 12 cơ sở cai nghiện, có tổng cộng 14.000 người cai nghiện ma túy bắt buộc. Cơ sở cai nghiện Bố Lá có 607 người cai nghiện và 82 nhân viên. 21 giờ ngày 17 tháng 7, tại cơ sở cai nghiện Bố Lá, tỉnh Bình Dương, ngành y tế phát hiện 2 nhân viên y tế bị sốt, ho, test nhanh cho kết quả 2 người này dương tính. Ngày 18 tháng 7, ngành y tế tiếp tục test nhanh toàn bộ 607 người cai nghiện ma túy và 82 nhân viên. Đến 15 giờ ngày 20 tháng 7, có 450 trên 607 người cai nghiện dương tính và 56 trên 82 nhân viên dương tính. Ban giám đốc sở đã chủ động phối hợp với y tế địa phương kêu gọi 450 người dồn vào ở 4 khu, 56 nhân viên ở 1 khu. Theo đó, 56 nhân viên sẽ phục vụ 450 người dương tính. Trước tình hình nêu trên, lực lượng của Bình Dương không đủ sức nên Thành phố Hồ Chí Minh phải đảm trách. Hiện nay sở đã thực hiện cách ly, điều trị cho 450 người cai nghiện trong 4 khu và 1 khu cho nhân viên. Thành phố Hồ Chí Minh đã cử một tổ bác sĩ đến Bình Dương. Nếu bệnh chuyển nặng thì những người cai nghiện sẽ chuyển lên Bệnh viện Nhân Ái tỉnh Bình Phước. Còn đối với nhân viên thì chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương hoặc Bệnh viện Củ Chi.